Hello, chào tất cả các anh em đam mê bay chim ha. Và chào mọi người đang xem video ha. Hôm nay mình tiếp tục quay mẫu máy thẻ cho anh em tham khảo ha. Đây, mình mới hoàn thiện hai cái nè. Xíu nữa mình đi giao luôn nha anh em. Thì mình có khoét hai cái lỗ hai bên nha anh em cho nó mắc máy nha. Phía sau máy nè. Thì cái nào như cái nấy thôi nha anh em. Giờ bắt đầu tắt tiếng cho anh em nghe ha. Anh em nào có cần máy thì cứ alo cho mình ha. Số điện thoại mình để lên trên màn hình đó anh em. Cái máy này công suất nó rất là mạnh nha anh em. Cái cung núm này khoai này ra ba con nha anh em. Cái remote này á, lúc mà anh em nhận á, thì lúc mà anh em xài á, thì anh em rút cái đuôi này ra ha. Đây. Khi nào anh em nghỉ xài á, thì anh em rút vô lại, anh em bấm giữ bài là cái nút này nha, bấm hiện lên chữ on vậy đó là nó sẽ lặp qua lặp lại nha anh em. Khi anh em nghỉ xài á, thì anh em rút vô lại. Máy nó rất là mạnh nha anh em. Mình mới nhích lên có một tí thôi đó. À, thấy không? Xài một thẻ nha nè, ra hai kênh. Do ở trong nhà to nó anh em, mình để cái lo nó rộng, anh em nghe cũng thông cảm ha. Mình đóng một cổng đi, còn một cổng. Ví dụ như là cái tiếng chích với lại cúm núm, hoặc là tiếng cúm núm với mắt xéo, ví dụ là vậy đi, thì mình sẽ cho một bên là mắt xéo, một bên là cúm núm nha anh em. Hoặc là chích với cúm núm thì mình cho một bên là chích, một bên là cúm núm nha anh em. Thì nói vậy đó, anh em cần tiếng gì đó thì anh em cứ alo cho mình. Anh em
em nào mua máy mình á, mình đều hỗ trợ tiếng cho anh em hết từ A đến Z luôn nha anh em. Anh em yên tâm ha, em cần tiếng gì mình cũng có. Tới nữa mình sẽ ra đánh nha anh em, mình test tiếng xong rồi mình sẽ gửi cho anh em đánh. Tại vì lúc này mình không có ra á, mình không ra mình làm suốt rồi không có thời gian ra nữa. Thì khi nào mình ra mình test tiếng ok rồi á thì mình sẽ gửi cho anh em đánh cũng ok giống như mình thôi. Mai mốt mình sẽ đi lấy băng ra thẻ nha nè, đá băng ra thẻ. Thì tới đó mình sẽ gửi tiếng cho anh em đánh ha. Rồi, video đến đây thì cũng kết thúc nha anh em. Nói chung là cái máy của mình thì nó không có hú nha anh em, mình đã chống hú cho anh em rồi nè. Cho anh em nghe tới cái lò luôn ha. Thường thường cái máy anh em á, nếu mà bị hú á thì cái đó là do người thợ gáp thôi nha anh em. Đây mình giảm cho anh em nghe luôn nè, mình chống hú hết trơn luôn nha anh em. Đó, mình chống hú cho anh em rồi đó, anh em thấy không, nó không hú một miếng nào hết trơn á anh em thấy không. Đó, đây mình nhích ga lên nè, anh em thấy không, vậy mới nó tiếng nó ra nó ok nha nè. Hoặc là nó bị nhẹ, nhầm cái thì nó bị nhẹ, nhưng mà mình chấm mát cho anh em đầy đủ, chống hú cho anh em luôn, nhưng mà nhầm cái nó bị hơi hơi á, còn cái này thì nó không có nè, nhưng mà nhầm cái nó hơi hơi tí tí thôi chứ nó không có nó nặng nha nè. Chống hú tuyệt đối luôn á nè. Thì anh em nào có cần máy thì cứ alo cho mình ha. Số điện thoại mình để lên trên màn hình đó anh em. Rồi, video đến đây kết thúc ha. Chào anh em ha, hẹn gặp lại anh em video sau ha.